chào anh em. Đây sẽ lên trợ lực sườn cho Honda Winner X anh em ha. Thì anh em đang thắc mắc là gắn trợ lực sườn cho Winner X dễ hay khó. Thì về cơ bản anh em ha, thì cũng khá là dễ. Cái này thì anh em coi video của mình thì về có thể tự làm được ha, cũng không có gì khó. Thì đầu tiên á, anh em phải đi kiếm một cái cục nối ti anh em ha, cục có ren ha. Thì mình hàn vô sườn, bắt buộc là phải hàn vô chẳng ba anh em ha. Đối với Winner thì sẽ không có chỗ nào mà anh em gắn được cái bắp này ngoài hàn như vậy thôi. Hàn như vậy rất là chuẩn anh em, không phải chỗ gì hết á. Rồi, phía dưới này á thì mình cũng sẽ tiến hành hàn thêm một cái bắp để mình vặn ốc đây nữa. Đơn giản chỉ có hai cái như vậy thôi đó. Và cái vấn đề mà trước khi hàn á thì anh em phải căn, phải khoét nhựa cho chuẩn anh em ha. Anh em coi từ lỗ ốc cái này, cái đây à, khoảng cách như một khúc vậy này. Rồi, ở trên này thì anh em hàn vô đây thôi. Anh em ướm thôi. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành khoét cái nhựa này. Anh em bắt buộc phải khoét nhựa một xíu nha. Không khoét nhựa thì gắn thể không ổn đâu. À, khi gắn xong thì anh em bẻ lái qua lại nó ngon lành thành đạo luôn, nó không có cấn cãi với anh em ha. Bây giờ xong xuôi rồi mình sẽ gắn dần nhựa vô. Rồi review tiếp anh em coi nha. Anh em ha, bây giờ gắn vô thì bẻ lái qua lại là phải ngon lành. Rồi, cái này phải hỏi ý kiến anh chủ xe nữa để coi khoét cái lỗ để mà tăng chỉnh cái nút không, chứ không là lại không tăng chỉnh cái nút được, tùy theo anh từng chủ xe đấy nha ha. Cái đúng nằm ở đây thì bắt buộc phải khoét bự ra để mình chỉnh, còn không thì khỏi luôn. Tiền xong lên xe anh em ha. À, bây giờ chỉ nằm như thế này. Bình thường mà giả dụ anh em không muốn khoét chỗ này để vặn á thì mình khỏi khoét chỗ này ha, còn không thì khoét chỗ này thì nó lòi ra. Thì anh em cho nó dễ đơn giản thôi nha. Cơ bản là xong chưa, anh em mà muốn lên trợ lực ô lên cho Winner cắn sườn như vậy ha, hoặc là hệ tơ các dòng cắn sườn nên mình có nhận chế hết anh em ha.